Tập 85. Hình như mình bị cảm rồi. Ôi, lạnh quá à. Lạnh quá, nhanh vô nhà rồi uống ly nước ấm thôi. Trời đang lạnh vậy mà con chơi cái trò gì vậy Shin? Bộ con không thấy lạnh hả? Dạ không sao đâu mẹ ơi. Mẹ thấy con quá trang có đẹp không? Thấy giống nàng tiên cá không nè? Nàng tiên cá đó mẹ. Mẹ thấy giống bị khùng chứ giống nàng tiên cá gì. Đúng là khùng thiệt mà. Trời lạnh vậy mà ăn mặc vậy đó hả? Con không sợ bị cảm lạnh hay sao? Rồi đi thay đồ nhanh lên. Mà mẹ ơi, trước khi thay đồ ấm, mẹ chụp cho con một tấm hình có được không mẹ? Không có chụp chết gì hết á. Đúng là mẹ không biết cảm nhận vẻ đẹp nghệ thuật gì hết trơn à. Chụp làm kỷ niệm đi mà. Không nói nhiều, đi thay đồ nhanh lên. Làm giảng hư hết đồ giới của mẹ rồi đó. Con phải thay ra liền cho mẹ đó nha. Chà chà chà. Thay đồ ra, thay đồ ra, thay đồ ra liền, thay đồ ra. Lúc lắc, lúc lắc, lúc lắc, lúc lắc, lúc lắc. Đúng rồi, hôm nay là ngày cuối chiếu phim á. Để mình mở tivi lên, vừa coi phim vừa thay đồ cũng được. Khu phố bán tình yêu. Anh mắc quá. Em mắng cá yêu dấu ơi. Anh mắc quá. Em mắng cá ơi. Anh em mắng cá. Hạnh phúc ghê. Đã nói là phải thay đồ liền, không thôi sẽ bị cảm lạnh mà không chịu nghe gì hết trơn á. Thay đồ xong rồi. Gì đó, vừa mới hắt xì phải không? Dạ, chắc chị Nanako đang nhắc con, cho nên con mới bị vậy á mẹ. Làm gì có chuyện đó chứ. Chắc là con đã bị cảm lạnh rồi chứ gì nữa. Lại đây mẹ coi coi, có bị sốt không? Cũng không có nóng lắm. Đâu con đưa trán chạm vô trán mẹ coi. Cũng có hơi nóng một chút xíu ha. Chỉ có trên đầu thôi thì không biết chắc được đâu. Hay là mẹ coi ở đây nè mẹ. Ừ ha. Đâu, chỗ nào hả? Uống anh đòn hả? Bực mình nè, toàn làm mấy chuyện như vậy cho nên mới bị cảm đó biết không? Mẹ đúng là hai mặt đó nha. Không phải mẹ thường biểu con lắc lư mong cho mẹ coi hay sao? Giờ mẹ nói con toàn làm như vậy là sao chứ? Kỳ quá dạ hả? Thì đúng là vậy, nhưng mà con lúc nào cũng ở đâu cũng làm vậy hoài á, mẹ thấy ngán quá rồi. Chính con cũng con muốn đưa cái mâm ra như vậy đâu chứ. Hả? Thôi con xin lỗi, vừa nãy là con nói giỡn thôi. Thôi, hôm nay vậy được rồi. Đi ngủ đi, mệt con tự lấy được mà đúng không? Sao tự nhiên con thấy mình quệ quại trong người quá. Mẹ lấy mệt giùm con đi, con không thể đi nổi nữa. Làm gì mà mệt tới vậy hả? Thôi, làm giùm mẹ đi mà, mẹ còn nhiều việc phải làm lắm nha. Cơ thể con bây giờ mệt tới nỗi không thể thay đồ ngủ nổi luôn. Ủa, chị Nanako đó à? Đâu, chị Nanako đâu rồi? Tự nhiên con thấy đau đầu quá mẹ. Rồi, lên đi thay đồ ngủ đi, rồi lấy mền ra ngủ nhanh lên. Hết biết luôn, đúng là đối xử tệ bạc với người bệnh thấy sợ. Đi thay đồ. Sao tự nhiên thấy muốn hờ quá à? Chỉ có một chút xíu thôi mà làm quá lên à. Thiệt mà, con thấy trong người mệt lắm luôn á. Để coi, cái bộ pyjama nào đây ta. Cái này không biết có hợp không nữa. Mà cái này cũng không hợp với tâm trạng hôm nay lắm. Khó thiệt luôn á. Hay bộ này đi. Đúng rồi, hay là thay cả quần nhỏ mới luôn đi. Biết đâu mặc quần mới sẽ nhanh hết bệnh. Để coi, quần nhỏ hiệu robot can tâm hay là siêu nhân hành động sẽ trị được bệnh cảm của mình đây. Thôi đủ rồi nha, thay đồ nhanh lên đi. Mẹ khỏi nói nữa, con cũng đã hiểu rồi đúng không? Con đang bệnh mà, mẹ đối xử tốt với con chút xíu có được không dạ? Tự động luôn. Mẹ để cái khăn lên gối cho con mát nha. Bị bệnh hoài là không có lớn được đâu. Con mau nằm nghỉ ngơi cho mau hết đi. Đem tivi vô mở cho con coi đi. Nói cái gì vậy hả? Lo ngủ đi, bớt bệnh rồi coi. Con mà buồn chán là con chết nó. Bị bệnh thì phải ráng khỏi chứ. Nếu thấy buồn thì mẹ nằm ở đây kể chuyện vui cho con nghe nha. Kể chuyện gì đây? Ngày xưa, ở một nơi xa thiệt xa. Bây giờ còn kể chuyện đó nữa. Vậy thì con thích chuyện gì hả? Ví dụ như là chuyện gì cô vợ của anh Sato hàng xóm gì sao lại bỏ nhà ra đi như vậy? Làm sao mẹ biết được hả?
Thôi đừng có nhiều chuyện nữa, nằm ngủ ngoan đi nha. Sao Xin nó bị cảm vậy em? Nó bệnh cái là cái nhà mình khác hẳn liền ha. Tại lý la lý lắc quá nên mới bị cảm đó. Mẹ nói chuyện đó coi bộ hay quá ha. Ủa, đã nói là con ngủ ngoan đi mà sao vậy rồi? Con đói bụng rồi đó mẹ ơi. Giờ mẹ đem cháo tới phòng con liền mà. À, là cháo hả? Nếu là cháo thì sẽ có cái đó rồi. Hả? Lại làm cái đó nữa hả? Là sao? Ba ơi ba, con đã nấu cháo xong rồi đây ba. Làm phiền con quá à. Rồi ôm ơi. Ba toàn bị cảm hoài, lúc nào cũng làm phiền mi rơi hết trơn á. Ba ơi ba, ba đã hứa là không nói chuyện đó với con nữa rồi mà. Mi sợ ơi, chăm sóc cũng tốt quá. Anh không biết đâu, nếu không làm vậy á thì Xin không chịu ngoan ngoãn đâu. Con sao không con? Hình như là bệnh nặng hơn rồi thì phải á. Con làm ồn ào quá, con xin lỗi. Thôi con uống thuốc ho nha. Không sao đó, không sao mà. Vậy à? Vậy à. Trời ơi, vừa ồn lại còn vừa thối nữa chứ. Tại con bịt miệng cho nên mông của con nó ho. Đây là thuốc ho cho trẻ em tốt lắm. Nó có hơi đắng chút nên con ráng uống nhanh vô cho bớt bệnh nha. Lúc nào cũng làm phiền mẹ hết, con xin lỗi nha. Bà ơi, bà đã hứa là không nói chuyện đó nữa rồi mà. Bà đóng kịch cũng nhập tâm ghê quá ha. Nhiều chuyện. Xong rồi, con há miệng ra đi. Giống như nhân vật hài ngày xưa vậy. Còn ngồi đó cười được nữa hả? Làm gì đó đi chứ. Coi nè, uống thuốc ho đi con. Đừng có than nữa. Thôi uống nhanh đi. Ui. Đã khỏe mạnh lại luôn nè. Hình như cả nhà mình bị Xin lây bệnh cảm cho hết luôn rồi. Ai cha cha, chuyện gì không hay là đổ thừa cho mình hết à? Thiệt là khổ quá đi. Không, không phải con thì ai vô đây nữa hả? Ủa. Dạ. Giờ mình đi ăn trưa ở nhà hàng nha. Chuẩn bị xong hết chưa? Xong rồi, xong rồi. Đi thôi, đi thôi. Ba ba, chìa khóa xe hơi đâu? Có đây, chìa khóa cửa trước đâu? Rồi rồi, khóa cửa xong rồi. Nè 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 nè, chị gái ơi, có muốn đi ăn trưa với em không nhở? Hôm qua, ba mới vừa lĩnh lương xong á. Chị muốn ăn món gì cũng được hết đó nha. Chị có thể gọi mấy món mắc tiền như là tôm hùm hấp nè, hàu nướng phô mai nè, hay là sư. Anh ơi, em đã khóa kỹ cái miệng này lại rồi. Xuất phát tiến lên, nhà hàng thẳng tiến. Rồi vậy hôm nay mình ăn gì ta? Con ăn sushi nè, thịt nướng nè, mì xào ý thịt bò nè, buffet sô-cô-la nữa. Trời trời, làm gì mà chọn tùm lum món à? Ăn cái nào một món thôi Xin. Chỉ có một món thôi hả? Vậy con sẽ chọn món kem sô-cô-la có kèm sushi hải sản và thịt nướng cũng được. Chọn nhà hàng trước đã. Phải vậy trước hả? Ví dụ như nhà hàng thịt nướng chẳng hạn, thử tưởng tượng coi, có bò bít tết nè, lẩu hải sản nè, rồi thịt nướng mình đặt lên dĩa nướng. Lúc đó nghe âm thanh như muốn co lại của miếng thịt. Mấy miếng thịt nướng nằm trên lò than nóng hổi tỏa mùi thơm phức. À, chà chà, miếng thịt nướng nó mềm rồi, bỏ vô miệng nhai nhai, trời ơi ngon. Con thích ăn thịt nướng rồi đó ba. Mình lấy thêm nhiều loại rau củ nữa để nướng ăn kèm luôn ha. Được rồi, vậy quyết định đi ăn thịt nướng ở nhà hàng 3 tầng Hoa Hồng nha.
Nhà hàng đó được đó, phục vụ cũng tốt mà thức ăn cũng ngon nữa, với lại giá cả cũng hợp túi tiền á. Wow, đông thiệt luôn ha. Chắc người ta cũng vừa nhận lương cho nên cũng đi ăn giống mình đó. Với lại tại mình ra khỏi nhà cũng hơi trễ một chút, bụng con nó kêu ọt ọt lên nè. Chờ chút, sắp tới rồi. Nè anh, bên phải họ đang chạy đường kìa, hay là qua đó chạy đi. Hơi khó nghe, vì mình quẹo trái cho nên phải chạy lần này, bên đó là họ đi. Phải không đó? Nói vậy mấy cái xe này đang chờ để vô bãi đậu xe của nhà hàng đó hả? Kiểu này chắc phải đợi lâu hơn à. Chắc gần chết đói quá. Thôi đi nhà hàng khác đi. Ừ ha. Con muốn ăn thịt nón, chị thích ăn thịt nón đó, nhanh lên. Thôi xếp hàng dài như vậy sao vô ăn nổi. Đừng có ở đó mà đòi thế này thế nọ. Không phải chỉ có mình con đói thôi đâu. Đã quá ha. Cảm ơn lòng tốt của Hima nhiều nha. Nhưng bụng của anh bây giờ chỉ có muốn ăn thịt nướng thôi nha. Được rồi, đã vậy thì mình tính cách khác, bây giờ chuyển qua ăn sushi. Ăn sushi hả? Em tưởng tượng thử coi, mực tươi nè, bạch tuộc nữa nè, tôm nữa nè, cá ngừ nè, cầu gai nè, tinh hoa nữa nè, chân cá hồi nè. Nhà hàng sushi ở ngoài mặt đường cũng tiện hơn hợp lý không? Mình vừa lãnh lương nữa mà sợ gì. À mà nhân dịp nhà hàng sushi Tanedeka mới khai trương cửa hàng mới nên giảm giá ưu đãi cho khách đó, chỉ có 100 yên một dĩa thôi đó nha. Công nhận rẻ thiệt đó. Như vậy là có thể ăn thoải mái luôn rồi. Bụng của con bây giờ đã chuyển qua thích ăn sushi rồi. Giờ mình đi tới tiệm sushi thôi. Sushi. Nhà hàng sushi Tanedeka. Có chỗ nào trống không? Ba ơi, bên này đang trống nè ba. Anh ơi, đợi chút xíu đã, để em xuống trước cho. Anh. Dạ xin chào quý khách. Thẳng rồi. Không phải xếp hàng chờ nhiều nữa. Dạ xin mời quý khách tới trước, hãy lên đây trước ạ. Dạ xin mời quý khách ghi tên của mình vào đây và đợi gọi tên. Ghi tên xong xin mời quý khách vào đây đợi. Thiệt ra xếp hàng ở bên trong nhiều vậy luôn à. Công nhận món sushi trứng cá hồi ăn ngon quá ha. Bụng của con nó kêu đần đần rồi, còn đợi bao lâu nữa vậy ba? Ăn sushi khác với ăn mì cho nên hơi lâu chút xíu đó con à. Mình ăn thêm vài dĩa cá ngừ nữa nha anh. Nè Xin, không có được nhìn người ta khi đang ăn nghe chưa? Nhưng mà họ làm con để ý mà mẹ. Con để ý tới chuyện khác đi là xong ạ. Dạ, vậy thì lướt lách nhúc nhích. Có thể cho một dĩa sushi cá ngừ được không? Lướt lách nhúc nhích. Hay là để sushi cá ngồi đã nói là không được làm mấy gì như vậy mà. Đợi lâu vậy sao thấy chán quá trời quá đất. Cố lên anh ơi, cố lên. Hôm nay có khuyến mãi đặc biệt đó. Xin thông báo, chương trình bán sản phẩm khuyến mãi với giá ưu đãi đã hết thời gian quy định. Từ giờ chúng tôi xin được phục vụ như bình thường. Cái gì? Đúng là ổn quá đi, không ăn được món nào ngon hết trơn. Rồi giờ tính sao đây? Quay về lại nhà hàng thịt nướng hả? Chắc là giờ đã hết xếp hàng dài như lúc nãy rồi ha. Con muốn ăn chưa? Thì chắc chắn là ăn chứ sao không? Có điều là ăn ở đâu thì ba mẹ vẫn đang suy nghĩ đây nè. Vậy thì tới quán Ita đây. Quán Ita? Tưởng tượng thử coi nha, một dĩa mì nóng hổi đặt trên bàn nha. Một dĩa mì nóng hổi đặt lên bàn luôn. Rồi sau đó sẽ chan nước sốt thơm phức lên. Chan nước sốt cà thơm phức lên nữa thì ngon biết mấy ha. Chưa hết nha, còn thêm hải sản như là tôm và cá. Đúng rồi ha, còn thêm hải sản như tôm cá nữa. Ủa, có lộn qua bánh pizza không đó? Mấy cô phục vụ trong nhà hàng đó rất dễ thương luôn nha. Dạ xin chào quý khách à, nghe tiếng chào ngọt ngào thôi cũng thấy vui rồi. Dạ xin chào quý khách. Đúng rồi đó, mấy em đứng ngay cửa ra vô á, chào khách dễ thương mà vừa trẻ cũng dễ thương nữa.
Hai ba con đang tưởng tượng cái gì đó hả? Bữa nay không có được tới đó ăn đâu nha. Làm sao vậy em? Mẹ ghen tị hả? Không phải vậy. Ở đây mẹ có đem theo hai phiếu giảm giá 20% cho phần pizza, nhưng mà chỉ dùng cho ngày thường thôi à, không có được dùng vào ngày thứ bảy chủ nhật. Hôm nay là thứ bảy. Bởi vậy nếu hôm nay mình ăn ở chỗ đó thì sẽ không được giảm giá đồng nào đâu. Thôi đi tìm chỗ khác ăn đi. Mẹ kêu kẹt quá à. Con đang đói bụng mà cứ đợi hoài. Con muốn ăn trưa, muốn ăn trưa à. Đúng rồi đó, ăn gì cũng được. Phải tới tiệm nào đó để ăn liền đi, đói quá rồi. Đúng rồi, chỗ đó anh thấy sao? Chỗ đó. Trời ơi, anh còn nhớ cái tiệm mới khai trương mà có tàu hơi nước không? Là tiệm mì số 3 đúng không? Tô mì số 3 thật mềm dai và đậm đà hương vị, kèm tôm chiên bột. Số 3. Tiệm lều A-ha. Tiệm này sao yên lặng quá vậy? Xin chân thành cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong suốt 3 tháng qua. Hôm nay vì có việc nên tiệm xin nghỉ một ngày. Trời ơi, vậy là vỡ tan rồi. Hoài ăn trưa sẽ trở thành ăn tối luôn á. Trời lạnh cũng đi chơi. Mẹ về rồi đây. Lạnh quá. Ủa, trời, dạo này trời lạnh quá ha. Trời, phải nói là quá lạnh luôn. Ủa, đó sao trong nhà mình ấm quá vậy ta? Con mở máy điều hòa phải không? Dạ. Ê, đúng là lãng phí mà. Đúng là đã bật lò sưởi rồi thì cần gì phải mở máy điều hòa nữa cho phí chứ. Con có biết mỗi tháng tốn bao nhiêu tiền điện không? Nhưng mà người của con thấy lạnh quá biết sao không giờ. Còn nói chuyện cứ như là ông già không bằng vậy. Mấy đứa trẻ con thì dù trời lạnh cũng ra ngoài chơi khỏe mạnh bình thường. Còn con thì mở lò sưởi lên rồi coi ba cái phim gì đâu không à. Thì mẹ cũng bật lò sưởi lên rồi ngồi coi tivi mà. Con chỉ bắt chước mẹ thôi. Đã vậy á, còn đem hết mấy thứ như trà, bánh, đủ thứ lên bàn hết trơn luôn. Công nhận nó theo dõi kỹ thiệt. Trẻ em á, chỉ làm theo những gì người lớn làm thôi chứ có biết gì đâu. Bắt chước cái gì chứ, không có được bắt chước cái đó. Không nói nhiều nữa, còn mau ra đây đi. Chỉ cần đi vòng vòng là sẽ ấm lên liền thôi à. Thấy chưa? Mẹ đúng phiền cái quá. Thái độ gì đó hả? Nè Bạch Tuyết, mẹ nói là dù trời lạnh đi nữa trẻ em cũng đi chơi bình thường, cho nên cưng phải ráng chịu đựng đi ra ngoài dạo với anh đó biết chưa. Lạnh quá đi. Được rồi, đã chuẩn bị xong xuôi. Ăn mặc kiểu gì vậy? Dạo gần đây con cứ mặc cái áo khoác này hoài à. Lỡ nó dơ một cái là khó giặt lắm đó. Thôi cởi ra đi, nhanh lên. Mẹ nè, con với cái áo khoác cái nào quan trọng hơn? Thôi được rồi, mặc đi cũng được, nhưng mà không được làm dơ đó nha. Tới liền. Xin chào cô. Chào mấy đứa, bữa nay trời lạnh thiệt ha. Hay như dự báo thời tiết thì có dòng khí lạnh tạo áp thấp nhiệt đới, nên sẽ có thể sẽ lạnh vài ngày đó cô. Vậy à. Bởi vậy mà tụi con mới rủ nhau tới nhà xin chơi á. Tụi con có hẹn trước rồi hả? Dạ. Nhắc lại tôi mới nhớ, chứ không thôi là tôi quên mất tiêu luôn rồi á. Hứa hẹn với bạn rồi mà quên là không được nghe chưa xin. Rồi, vậy mấy đứa vô nhà chơi đi, rồi ngồi vào lò sưởi nha. Mấy ngày nay lạnh mà, ở nhà chơi là số 1 luôn ha. Nè mẹ, lần này mẹ nói khác hồi nãy rồi đó nha. Hả? Có gì đâu. Mẹ thử nói với các bạn con như đã nói với con đi. Cái câu là trẻ con thì dù trời lạnh đi nữa cũng phải đi ra ngoài chơi bình thường đó. Mẹ nói đi, nhanh lên, mẹ nói đi chứ. Bởi vậy mà xin đang mặc đồ chuẩn bị đi chơi đó hả? Đi thôi, đi ra ngoài chơi thôi. Trẻ con là con của thần gió, nên dù có lạnh bao nhiêu đi nữa cũng bình thường thôi mà. Vậy giờ tụi con ra ngoài chơi một chút đi nha. Tạm biệt mẹ nha. Đi một chút thôi, về liền nha. Mẹ làm bánh để sẵn ở nhà đó. Trẻ em là con của thần gió, người lớn là con của thần lửa. Trứng sữa đâu thịt cá thì lên da. Sao lại nấp sau lưng tôi hết vậy? Gió thổi như vậy thì lạnh quá đúng không Kazama? Ê,
Ép sát vô nhau, cọ tới cọ lui, tạo ra hơi ấm cho cả hai người. Ép sát vô nhau, cọ tới cọ lui, tạo ra hơi ấm cho cả ba người. Ép sát vô nhau, cọ tới cọ lui, tạo ra hơi ấm cho cả ba người. Tôi nghĩ cứ làm vậy hoài cũng không có ấm lên được chút nào đâu. Ờ, ông mặt trời. Đã ấm hơn một chút rồi đó. Có phải không ông lão Kazama? Ủa, ông ai nói vậy nghe không rõ. Đúng là nặng tai mà. Tôi đã nói là ấm hơn rồi, có đúng không vậy hả? Vậy cơm tâm. Ông lão ma sợ ông ơi, ông mặt trời xuất hiện làm cho không khí trở nên ấm áp hơn rồi. À, ông vừa nói cái gì vậy? Hái trời chờ, đúng là giả quá rồi, bị nặng tay hết trơn. Hả? Mặt trời bị mây che mất tiêu rồi. Được rồi. Bạch tuyết cái bộ lông đúng là ấm thiệt đó nha. Làm vậy cũng hay nè. Cứ làm vậy đi. Ờ, đã thiệt ha, cho mình mượn thử chút ơi. Nè. Ủa, đúng là ấm thiệt á. Nhận cho tôi mượn bạch tuyết chút ơi. Được thôi. Nè bạch tuyết ơi, bạch tuyết. Bạch tuyết ơi, bạch tuyết. Thấy rồi, ở bên kia kìa. Là trái banh hả? Cũng còn mới quá ha. Chắc là ai bị mất rồi nằm ở đó hoài luôn cho tới giờ á. Giỏi lắm, mày giỏi lắm bạch tuyết ơi. Tụi mình chơi đá banh đi nha. Được lắm, để tôi cột bạch tuyết lại rồi chơi nha. Tôi suốt đó nha. Ôi cha cha. Cậu đá đi đâu vậy hả? Đúng là em banh này thích trốn trong bụi thiệt ha. Đã bắt được rồi. À, áo của Shin bị dơ rồi kìa. Dơ hết trơn luôn. Hả? Thôi không sao đâu, đừng có để ý mà. Nhưng mà nó cũng hơi phiền phức nên thôi cỡ ra luôn. Cậu mặc mấy cái áo vậy Shin? Cái này cũng cỡ luôn hả? Trời ơi, Kazama kì ghê ngại. Trời ơi, đừng có ăn nói bậy bạ, làm nổi da gà hết trơn rồi. Được rồi, tôi xuống đó nha. Nghỉ dây lao một chút đi nha. Chạy chút xíu thôi mà nóng người hết luôn. Không biết có ấm được chút nào không nữa. Làm như con gái không bằng vậy á. Mới chạy chút xíu mà đã hở giảm cân liền. Trời ơi, khó tính ghê. Nhìn kìa, chảy mồ hôi hết trơn rồi. Đủ rồi nha. Đúng là Kazama hung dữ. Mình thấy khát nước quá. À, hồi nãy mẹ của Shin có nói là đã chuẩn bị sẵn bánh và nước ở nhà cho mình rồi đó. Hả? Vậy thì tụi mình về nhà đi ha. Con đã về rồi mẹ yêu ơi. Mẹ yêu dấu của con ơi. Dạ xin làm phiền cô. Hả? Sao phòng này nóng quá vậy? Bên ngoài lạnh lắm phải không? Mẹ đã bật máy điều hòa sẵn luôn rồi đó. Hả? Rồi các con ăn bánh nướng cô mẹ, làm nha. Đúng là lãng phí quá đi nha. Nó làm gì vậy trời? Có chuyện gì hả? Tụi con mới chơi đá banh đó cô, nên trong người nóng lên rồi. Con thì thấy khát nước. Hồi nãy cô tính làm nước coca cho tụi con nhưng mà... Những lúc nóng như vậy thì phải uống nước có ga. Trai, mời cả nhà nâng ly nha. Hai tay ba vô. Đúng là đã thiệt á. Ngon thiệt á. Chơi thể thao xong mà uống nước mát như vậy thiệt là thoải mái luôn ha. Bồ. Dạ, đúng thiệt là trẻ con là con của thần gió. Đúng là cái thằng đầu cò mà. Ủa, Shinosuke ơi, áo khoác đâu rồi? Áo khoác gì mà? Không nhớ hả? Cái áo hồi sáng con mặc đó. Cái áo khoác lúc mà đá banh cậu cởi ra đó. Thôi tiêu rồi, con để quên trong công viên mất tiêu. Hả? Con nói gì? Mau đi lấy về nhanh lên. Bạch Tuyết. Hả? Bạch Tuyết đã đem cái áo khoác về giùm con nè mẹ ơi. Hả? Bạch Tuyết giỏi thiệt ha. Được rồi, ngoan lắm, anh thương, anh thương, anh thương. Rồi, xong luôn bộ đồ mới mua luôn.
Mẹ ơi, cuộc sống luôn muôn hình vạn trạng mà. Thôi hãy quên những điều đã qua và hướng tới phía trước đi mà mẹ. Còn nói triết lý nữa hả cái thằng này? Lạnh quá.